Bye. Chị Bi Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Chị Bi Đỏ nghĩ là các bé sẽ rất là thú vị khi với video này chúng ta sẽ được xem anh chàng mèo tôm là Lilac của chúng ta tắm cho Baby Tôm nha. Đầu tiên thì cha mèo sẽ đổ nước vào đầy bồn như thế này. Tiếp theo thì chọn hương xà phòng bỏ vào bồn tắm. Rồi, bước tiếp theo là sẽ cho hoa vào. Và như thế này, như thế này. Cho một chú cá heo vào luôn. Wow, thật là đẹp phải không nào các bé? À, một chú mèo hoặc là một chiếc bông tắm như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi đầu cho tôm nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ xả nước ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng vỏ xà bông để tắm cho tôm. Rồi chúng ta sẽ rửa sạch lớp sữa tắm mà chúng ta vừa tắm cho chú mèo con của chúng ta. Chúng ta sẽ sấy khô lông cho chú mèo con nha. Không thôi thì sẽ mèo con bị bệnh đó. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ chải lông. Các bé có thấy chú mèo con rất là dễ thương không nào? Và chúng ta sẽ phủ phấn lên để mèo con không bị hăm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn trang phục cho mèo con nè. Có rất là nhiều kiểu quần áo khác nhau cho mèo con nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu áo như thế này cho. Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu áo này. Sao không được ta? À, chị Bí Đỏ chọn kiểu áo này cho mèo tôm nha. Rất là ngầu luôn. Các bé có thấy vậy không nào? Và một món đồ chơi để kế bên cho mèo tôm. Chị Bí Đỏ sẽ chọn cái này. Đây, rất là nhiều. Đây là trang trí cho mèo tôm. À, rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu phải không? Hoặc là một chiếc nón như thế này. Đôi mắt kính xanh hoặc vàng nha. Chị Bí Đỏ sẽ không chọn kính cho mèo tôm nha. Và chiếc nón này thì có vẻ là dễ thương hơn phải không các bé? Rồi. Bây giờ thì tiếp theo xem nào. Wow, chú mèo con của chúng ta rất là đáng yêu phải không nào? Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Các bé có thích video này không?